người ta làm hết hồn vậy, cái là hai người đó quay qua hôn nhau luôn. Em bị ảnh hưởng phim quá rồi đó. Nè, cái gì á? Đức sâm em nấu á. Trời ơi, em biết nấu đức sâm luôn à. Ủa đang làm gì vậy? Anh đang chỉnh lại cái album cưới cho anh Huy nè. Cho em coi với. Ừ. Trời ơi, công nhận hai người này đẹp đôi ghê ha. Ừ. Thì kìa nhìn kìa, cái mặt có tướng phu thê chưa? Giống nhau ha. Ừ, đúng rồi đó. Đó, giống hai đứa mình đó. Hai đứa mình cũng có tướng phu thê á. Anh không thích hả? Đâu nói gì đâu. Giống mà. Rồi, giống. Nữa sau này á, em bảo đảm con hai đứa mình sinh ra sẽ đẹp, thiệt là đẹp giống hai đứa mình vậy á. Anh không thích hả? Đâu nói gì đâu. Ủa hai đứa mình cũng đẹp mà. Ừ, đẹp. Thì nữa con ra cũng phải đẹp. Đẹp. Cú kỳ. Nè, làm tiếp đi. Ừ. Thôi em vô trong làm việc của em nha. Ừ, làm việc gì á? Đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ chị? Cho xinh đẹp. Ủa thì bây giờ cũng xinh rồi mà còn gì phải đắp mặt nạ nữa. Tại vì phải xinh hơn để mà ăn đám cưới. Trời, đám cưới người ta mà bày đặt túi tá chi cực vậy. Trời, em đẹp anh cũng phải hãnh diện chứ đúng không? Chừng nào em về đó? Em không biết nữa. Mà giờ em đang kẹt rồi. Có chi không anh? À, anh tưởng em về sớm. Anh định anh em mình nói chuyện với nhau một chút. Sao giờ này em chưa về nữa? Chừng nào mới về? Rồi tối nay em có về nhà ngủ không? Thôi, có gì nói sao nha anh ơi. Bây giờ tụi nó rủ em đi tăng 2 nữa rồi. Chắc là về trễ lắm á. Nhiều khi không về luôn á. Ờ, mà nè nè, uống ít thôi nha. Với lại, hồi chiều có đi taxi không đó? Nhậu nhẹt là không có lái xe đâu đó. Rồi, anh biết rồi. Mẹ, bye bye mẹ Quy nha, bye bye. Ê. Dạ. Thì đó. Dạ. Dạ đúng, em cũng ngờ là từ khi mà được anh giới thiệu cho thì em thay đổi hoàn toàn à. Dạ đúng vậy, tâm tính em thay đổi rồi anh. Dạ. Dạ đúng, em không có nói dối nữa. Dạ. Em nghĩ cho người khác hơn. Đúng rồi, em nhẫn nại hơn nữa. Dạ dạ. Thì đó. Dạ, nó cũng khó nói lắm anh. Ừ, thực sự là không phải dễ đâu. Đúng đúng rồi anh, thực sự là sửa cái tâm tính của mình nó khó lắm. Nhưng mà bây giờ em làm được rồi ạ. Cũng nhờ anh giới thiệu cho em đó, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ rồi, dạ dạ. Vậy thôi nha, em nói chuyện sau với anh ha. Dạ, dạ rồi em hiểu rồi. Dạ, dạ thì anh cứ chạy vô đi trời. Dạ anh đẻ mà anh còn ngồi đây nói chuyện với em nữa. Anh cứ chạy vô đi nha, để chị đợi. Dạ dạ rồi. Dạ, có chuyện gì vậy anh? Anh có chuyện này anh muốn nói với em. Sang nè. Anh cứ nói đi. À,
Chị nè. Đợi một chút. Alo. Vợ anh đẻ chứ đâu phải vợ em đâu mà gọi em hoài vậy. Anh đừng gọi em nữa nha. Dạ em tranh thủ thời gian em qua thăm anh chị. Dạ. Dạ. Sao? Dạ rồi, dạ. Sao em đi ngủ đi. Dạ bye anh nha. Dạ. Tại em khát ngủ mà em mới xuống đây thôi. Đi nè. Dạ, anh đẻ rồi hả? Chị nhà mau mắn quá ha. Dạ. Chú. Đâu? Nói ra một chuyện cho anh Huy nghe. Mà chưa đầy một trang nó ngủ mất tiêu rồi. Sáng nay ăn cái gì vậy Bèo? Ăn hàng ở không? Trời, ở nhà mà suốt ngày tấu hề hoài vậy. Chứ nhìn đi, cái bếp á bình thường nhá, có ai nấu nướng gì đâu. Hồi sáng nãy anh Huy đi sớm lắm, chưa có nấu ăn. Sao kỳ vậy? Tính ảnh bình thường là phải nấu đồ ăn sáng xong anh mới đi làm mà. Ai mà biết đâu, cho nên sáng nay tự ai nấy ăn đi. Ủa, có chuyện gì vậy? Sáng nay anh Huy đi sớm, không có nấu đồ ăn sáng. Mất tích rồi. Nói tầm bậy tầm bạ không à, chỉ mất tích. Để em gọi ảnh nha. Anh khóa máy luôn rồi. Hả? Anh khóa máy rồi. Không liên lạc được. Hiện tại anh hết pin á, không sao đâu, bình tĩnh đi. Ê, nói sáng sớm mà hết pin gì? Tối mà phải sạc chứ. Không biết có chuyện gì không nữa. Nhưng mà rồi anh không có nhà rồi sáng nay đưa bé Xu đi học. Em, tại vì hồi khuya anh có nhắn em á là sáng nay đưa bé Xu đi học nè. Rồi anh nói ngày hôm nay là nấu món gì cho cả nhà ăn. Rồi anh kêu em á là phải trông chừng sang nè. Rồi phải khuyên anh là bớt uống rượu lại rồi... Cái gì nghe như chân chối vậy? Ờ tối đầu không thấy sao hết nha. Mọi giờ nhắc lại giống chân chối thiệt á. Chết rồi, có gì không ta? Có khi nào ảnh bị một căn bệnh mà mọi người trước khi đám cưới hay bị không? Đó là căn bệnh trầm cảm tiền hôn nhân. Có khi nào anh suy nghĩ quá, xong rồi anh bị trầm cảm, rồi bây giờ anh nghĩ quẩn anh đi tự tử luôn không? Thôi em đừng có nói nhảm nữa, nhiều lo không đúng sao rồi suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Có đâu, em tốt nghiệp tâm lý học mà, phải tin em. Không có đâu, trên Facebook ảnh hôm qua còn đang vui lắm nè. Mấy người bị trầm cảm á, mình không biết được họ suy nghĩ cái gì đâu, họ lúc gì lúc khác à. Thôi mà, Bella đừng nói cho lo nữa mà, không có gì đâu. Thôi, không có suy nghĩ lung tung nữa. Sau đây là tin nhanh buổi sáng. Một thanh niên nhảy cầu tự tử. Theo người dân chứng kiến, người này cao gần 1m90, nước da trắng, đẹp trai, tóc đuôi ngựa, ăn mặc lịch sự, bảnh bao. Khi nhảy cầu, để lại một đôi giày cỡ to số 44 và một điện thoại đã hết pin. Hiện tại, đội cứu hộ đang dò tìm nạn nhân, vẫn chưa rõ thân nhân của nạn nhân. Đâu nha, không phải đâu nha. Anh Huy bình thường anh không có bồng bột vậy đâu, không phải hắn đâu. Không phải đâu nha, tại vì
Anh Huy bình thường anh sợ xấu lắm, anh không thể nào nhảy cầu anh chết vậy được. Lỡ anh nổi lên anh xấu quá rồi anh không có chấp nhận được đâu. Thôi, bây giờ á đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Bây giờ mình phải đi kiếm ảnh đã nha. Bây giờ anh đi kiếm thử coi sao. Nè em đi với anh Vinh thôi. Biết rồi đâu mà kiếm. Vinh ơi, có gì gọi về cho em hay nha. Đi kiếm hoài không thấy ảnh, giờ sao đây? Bây giờ ở chỗ đó cái hiện trường đang phong tỏa rồi. Hay là bây giờ mình về nhà mình chờ tin tức đi. Không được đâu, em lo cho anh Huy quá à. Bây giờ mấy anh em mình đi tới mấy chỗ mà ảnh hay lui tới á, coi ảnh có ở đó không? Cũng được, nhưng mà bây giờ biết ở đâu đâu đi. Em biết. Sao rồi? Anh biết gì chưa? Sao? Người ta nói hai ngày nay không thấy ảnh ở đây. Hai ngày rồi hả? Nhưng mà anh thấy vô lý lắm, không thể nào mà anh bỏ nhà rồi bỏ việc làm anh đi tập gym suốt vậy được hết đó. Phải, anh phải hiểu anh Huy chứ. Ngày nào mà anh không đi tập gym anh chịu mới nổi. Vậy hả? Mà hôm nay em tới đây người ta nói là không thấy ảnh luôn. Anh đi đâu vậy ta? Mình chờ gì vậy mọi người? Bây giờ chỉ có nước chờ công an gọi thôi à. Ai mà không? Trời, sao rồi? Sao rồi cả nhà mình ơi? Chú biết anh Huy đâu quá đó. Trời ơi, thằng Huy. Chết thiệt rồi. Lo quá, chết gì được mà chết. Cầu trời cầu Phật cho được có chuyện gì xảy ra nha. Nếu thằng Huy có chuyện gì xảy ra, trời ơi, cái bộ đầm tôi mới mua bây giờ phải tính làm sao à? Đầm bà còn có bộ đồ vét tôi chi? Ô khoan xí đi hả? Tính ra là cô chú không có lo cho tính mạng của anh Huy mà lo cho cái sự chân diện của mình hả? Không phải, bây giờ cái gì cô chú cũng lo hết á, mà lo nhất là bộ đồ, rồi sau đó cũng thương Huy nữa. Huy mà có cái chuyện gì bây giờ mình phải tính làm sao cho Huy hả? Hay là bây giờ mình đã đặt tiệc rồi, đặt tiệc cưới thì bây giờ nếu mà Huy có cái chuyện gì mình chuyển thành đặt tiệc đám tang hả? Gì vậy? Trời ơi, cô nói gì vậy? Đừng có lo. Tại vì người ta đi tiền cưới á, thì mình chuyển thành tiền tang, vậy là mình cũng thu được tiền. Rồi cô ơi. Bây giờ chú bạn nữa nè, nếu vậy á, con tụi con đừng có lo. Cái chuyện mà qua cưới rồi đó, mình nói người ta đổi lại qua cưới thành qua tang. Rồi. Ê, quên. Gì đó? Còn dàn nhạc nữa. Sao? Dàn nhạc rồi, dàn nhạc cưới phải không? Đến cưới đúng không? Giờ mình chỉ qua dàn nhạc Tây kèn được không á? Cái thổi cái bài gì bà? Cái bài gì bà? Mẹ bao lá như biển thay bình. Với lại Thôi đi cô chú. Nhà chưa đủ lo, cô chú nói gì xôi xẻo. Thôi cô chú đi về đi. Có gì một lát nữa con gọi điện thoại thông báo cho đi về đi. Nó nghe nè, cho hỏi thăm nhỏ này lại gì trong nhà vậy? Người ở. Trời ơi, người ở mà đuổi người ta làm tưởng vợ của chủ nhà. Đúng, bạn gái. Ghê trời ơi. Này, cô chú kỳ thiệt. Nói cái gì mà kỳ cục. Thiệt luôn á. Sao ta? Sang, em lên mạng á, kiểm tra thông tin thử coi. Em đang xem nè. Đâu mà kiểm tra? Giờ này mà hết 3G nữa chứ. Để em phát cho. Hết vô đi. Được chưa? Cái wifi Vinh đẹp trai đó.
Ráng kiếm thử coi. Anh của mình phải thương mình kiếm cho kỹ chứ. Trời ơi, nhỏ nào tự nhiên đưa con phải quý nó. Cái thằng bây giờ phút này còn giỡn như đó nữa. Ra coi, giỡn gì. Thương em Út á, anh có về thăm á thì về tế nhị chút xíu, kiểu mình núp núp ở đâu đó, đừng có về sừng sững vậy, tụi em chịu không nổi. Đây là nhà anh mà. Nè, cái giọng kìa. Phải cái nhà anh. Nhưng mà nhà thì nhà chứ về làm chi. Không về nhà thì em biết đi đâu. Anh của mình phải thương mình kiếm như kỹ chứ. Ôi giời, nhỏ nào tự nhiên đưa cô phải quý nó. Cái thằng này giờ phút này còn giỡn như đó nữa. Ra coi, giỡn gì. Có gì từ từ nói nha đại ca. Mình sinh ra cùng một mẹ. Từ từ nói nha. Anh có thương em Út á. Anh có về thăm á thì về tế nhị chút xíu, kiểu mình núp núp ở đâu đó, đừng có về sừng sững vậy, tụi em chịu không nổi. Đây là nhà anh mà. Nè, cái giọng kìa. Phải cái nhà anh. Nhưng mà nhà thì nhà chứ về làm chi. Đúng rồi. Không về nhà thì em biết đi đâu. Anh đừng có chụp gì nha. Nhưng mà em không có gì để chụp nha. Đừng, đừng ơi, đừng. Bông. Trời ơi, bây giờ con giỡn rồi. Bông thì biết anh bông rồi. Bông của anh kìa. Bông anh với Sàng. Bông. Còn bông là còn sống. Cái gì mà đập đầu vậy? Còn sống. Sao mà anh còn sống nè. Chết rồi. Ủa nhưng mà sao người nước nhẹp vậy? Anh đi sớm về nhà mình bị mắc mưa cho nên là ướt thôi. Trời ơi, anh đi sớm nữa. Anh đi đâu từ sáng đến giờ mọi người tìm em quá trời luôn á. Anh đi về quê mời đám cưới của Tú. Trời đất ơi, đi về quê sao tắt điện thoại, mọi người ai gọi cũng không được hết trơn á. Điện thoại anh bị ướt rồi cho nên nó ngụm luôn. Sao cái giọng mình nó cứ giống như người ở dưới vậy? Đúng rồi. Trời lạnh quá. Sao mà mọi chuyện nó cứ trùng hợp giống như một bộ phim vậy? Thôi không sao đâu. Đừng quan tâm nữa. Anh Huy về là mừng rồi. Anh Huy còn sống là tụi em vui lắm rồi. Bây giờ mình làm đám cưới đi chứ. Nãy ở cô làng với chú bàn qua đây đòi làm đám ma anh á. Anh đâu có chết. Anh đâu có yếu đuối như hai đứa đâu. Thôi anh Huy về là vui rồi. Đám cưới vẫn diễn ra là vui rồi anh Huy à. Anh Huy, hồi hôm qua anh tính nói gì với tụi em vậy? Đúng rồi, anh tính nói gì vậy anh Huy? Ủa là không nói luôn hả? Ủa phải ổng còn sống thì con vậy? Sao cái dáng đi của ổng lướt thước như ma vậy? Ổng đi như dông vậy à? Anh về rồi mà không có động tĩnh gì của ảnh cả. Có khi nào anh buồn quá anh ngủ cho qua cơn không? Không, sợ khi anh buồn làm chuyện khác á. Tự tử hả? Có thể hay sao?
Mà mọi người có thắc mắc tại sao ảnh lại bỏ nhà đi không? Chắc không lấy vợ. Không lẽ tới cuối vẫn... Anh của anh mà nói gì vậy? Mọi người không biết đâu. Em biết nè. Sao vậy? Mọi người ở chung nhà đều phát hiện ra ảnh yếu đúng không? Ảnh sợ bị nhà vợ phát hiện đó. Yếu đuối hả? Yếu đuối đó, tại vì ảnh làm mẹ quen rồi. Em á, em đừng có nói anh Huy vậy nữa. Anh nói khác chứ, khi là ảnh lo cho anh em mình, ảnh cái gì anh cũng làm, nhìn anh như vậy thôi chứ không phải. Không rồi, không rồi, em biết rồi. Chắc chắn bây giờ anh đang tập gồng ở trong phòng. Đúng rồi. Để làm một người chồng. Ừ. Hai cái người này sao? Đứa được mạnh mẽ như anh đó. Chào anh hai. Ủa, sao tập trung đông đủ vậy? Không đi ngủ đi. Anh Huy. Hả? Anh đói không? Em nấu cho anh ăn bữa ăn cuối cùng nha. Không, ý là bữa ăn độc thân cuối cùng. Mai mốt đi lấy vợ rồi. Cảm ơn em nha, anh không ăn đâu. Anh Huy à, anh đang lo lắng lắm đúng không? Ngày mai lấy vợ rồi, anh ngủ không được đúng không? Đừng hỏi. Anh làm gì vậy? Đụng tới cái chỗ đó đó xong ảnh dung 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 gần lấy vợ tâm đi bớt. Nói anh tới vợ Dung hình như nhắc tới chữ lấy vợ là bấm nút mà anh chạy liền đó. Chạy em đó anh. Dung 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 nữa mà. Thật sự sao anh cứ làm lại cuộc đời vậy Huy? Anh có thì nói đi, mình người nhà với nhau có gì chia sẻ được với nhau. Nhưng mà Sang không được nói từ lấy vợ nữa, anh chạy nữa đó. Nói đi anh. Chuyện là anh nói thật nha. Anh nghĩ vậy đi, hay là anh không có vợ nữa. Sao vậy? Sao vậy? Gì anh? Anh bị gì vậy? Tất cả mọi thứ chuẩn bị vậy mà, thiệp cưới cũng phát hết trơn rồi, tiền đặt cọc đặt luôn rồi, tiền danh đòi không cưới nữa là sao? Anh hai, cái chuyện này á không phải giỡn chơi đâu, liên quan đến cả một cuộc đời của một cô gái khác nữa, cuộc đời của anh nữa. Xa cơ một cái là xảy liền đó. Bây giờ nói thiệt đi, hay là anh có gen của ba? Gen gì? Gen giống anh Vinh đó. Là sao? Gen anh có người thứ ba đúng không? Cái gì? Gì? Anh có gen đó rồi nào? Sao anh không chịu lấy vợ nữa? Tại sao không muốn đám cưới vậy anh hai? Thôi mà. Hay là bây giờ anh muốn đóng cái bộ phim Chú Rể Bỏ Trốn. Gần tới ngày cưới rồi, mình mới chợt nhận ra thật sự con người mình thích đàn ông giống như lời người ta thường nói. Cho nên bây giờ anh muốn bỏ cô dâu để đi theo người đàn ông nào đó. Phải. Anh không có người thứ ba. Anh cũng không thích con trai. Anh yêu anh nhiều lắm, nhưng mà anh cứ đắn đo hoài à. Từ trước giờ anh ở tụi em, mà tự nhiên bây giờ anh đi lấy vợ. Không có anh, rồi ai lo cho tụi em? Lỡ xảy ra chuyện gì, tụi em biết xoay sở như thế nào? Thằng lao quá đi anh ơi, anh nhìn đi nè. Mấy đứa tụi em đứa nào cũng lớn hết trơn rồi, biết tự xoay sở được mà. Anh á, anh chăm sóc tụi em cả đời rồi. Bây giờ anh đi lấy chồng đi. Vậy? Lộn, giờ anh đi lấy vợ đi, đừng làm mẹ nữa. Thật sự anh hai, em rất là xúc động khi mà có một người anh nha. Anh Huy nghĩ như vậy là nghĩ cho tụi mình đó. Thì biết là vậy rồi mà bây giờ anh phải nghĩ cho ảnh nữa chứ. Thì cứ từ từ mình chia sẻ với ảnh, có gì đâu mà căng với ảnh. Nhưng mà bé Xu còn nhỏ quá mấy đứa.
Anh thấy anh bỏ với Su cũng không được, mà bỏ tụi em anh lại càng không nỡ nữa. Trời ơi, anh có đi đâu đâu, chỉ là gia đình ta có thêm một người phụ nữ nữa thôi. Đúng rồi đó. Rồi khi mà anh em xảy ra chuyện gì, biết Su xảy ra chuyện gì, anh vẫn có thể chăm lo, chăm sóc được. Đúng rồi, anh đừng có nói như vậy. Ba tụi em á, tuy là hậu đậu thiệt, nhưng mà gộp sức lại cũng đủ sức nuôi cho bé Su mà. Anh Huy, anh có nhớ ngày xưa ông bà ta dạy gì không? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Anh yên tâm đi, ba tụi em chắc chắn sẽ làm được. Thôi thôi, thôi mà. Mày đã hiểu không? Trời ơi, đi lấy vợ chứ phải đi chết đâu mà sợ dữ vậy? Không phải, tại kiểu ngày xưa giờ ba anh em ở chung với nhau, ba đứa uống có tiếng nhau, tự nhiên giờ anh đi lấy vợ. Em không hiểu đâu. Không, anh vẫn ở đây, vẫn gần gũi với tụi em, vẫn chăm sóc tụi em được. Chỉ là gia đình này có thêm một người phụ nữ thôi. Không phải, không hiểu được cái cảm giác nữa đâu. Trời ơi, sắp lấy vợ rồi, đừng có yếu đuối nữa mọi. Thôi mà, thôi mà, thôi mà, thôi mà, thôi mà. Thôi, 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 thôi. Dỗ anh đi. Dinh, 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 dinh. Thôi, 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 thôi. Thôi, 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 thôi. Thôi, 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 thương, 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 thương. Thôi, quay đi, quay đi, quay đi. Thương thật sự không? Thương thật sự. Nãy giờ anh giỡn đó. Anh giỡn, anh giỡn. Ủa tâm lý gì ngang ngược vậy? Phải, tại vì anh làm vậy để coi được. Nếu mà thật sự thương Su như vậy thì hứa với anh, tụi em phải chăm sóc cho Su thật tốt. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại chăm giùm đứa em. Anh yên tâm rồi, anh đi ngủ đây. Ủa? Ủa là tụi mình bị gài hả? Đàn ông sắp lấy vợ, bất ổn quá ha. Không đâu, cái tâm lý này là đúng. Tại vì sao? Anh Huy đã cả đời làm mẹ ở trong ngôi nhà này, lo cho ba đứa em. Ngày hôm nay anh Huy đi lấy vợ, anh Huy phải lo cho vợ, lo cho cuộc sống vợ chồng. Anh Huy không có an tâm khi mà bỏ ba đứa em lại. Thì anh Huy muốn thử lòng coi hai người có thể lo được cho bé Su hay không. Để anh Huy thoát kiếp làm mẹ. Trời. Để anh còn làm ba nữa. Em với anh Vinh là lo được mà đúng không anh? Dĩ nhiên. Của anh chu đáo với lại giỏi dễ sợ luôn. Tụi nó lay hoay từ sáng đến giờ mà đầy đủ hết trơn rồi kìa. Ừ, ba đứa đó coi mà thương anh lắm. Sao giờ sao cái mặt căng thẳng quá vậy? Chút nữa lên sân khấu không biết nói gì chứ anh. Anh cứ bình thường với mọi ngày vậy là được mà. Ừ. Anh Huy, xin đi ra ngoài chơi nha. Ừ. Anh Huy ơi, Huy ơi. Có khách, có khách quen. Nói hả? Người quen, đoán thử coi. Ai? Thôi khỏi đoán, người ta tới luôn rồi. Vô. Thôi tôi đi đón khách trước nha. Rồi muốn nói gì nói đi. Ủa? Ừ? Ủa? Sao nay em tới sớm vậy? Ừ. Thì tôi hứa với Huy là khi nào mà đám cưới Huy thì tôi sẽ tới sớm nhất. Để coi mặt cô dâu là ai, coi có ngon không. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là người quen. Cũng ngon á, nhưng mà không có ngon bằng tôi thôi. Nè Trung, công nhận á, lâu ngày không gặp lại anh, anh có duyên dễ sợ luôn á. Anh giỡn thôi mà. À dạ. Ờ, cái bông nó bị lệch, cái thằng chỉnh lại cho. Anh bị sao? Ừ. Huy ơi, có nhiều người tới lắm luôn rồi đó. Vậy á hả? Ôi Su ơi, sao nay Su đẹp dữ vậy Su? Ai làm tóc cho Su đó, chị Bella phải không? Dạ. Anh Huy! Anh Huy, chúc mừng anh. Ủa? Chúc mừng anh đám cưới nha. Chúc anh trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, con cháu đại đàn. Chúc mừng anh nha. Chúc mừng. Anh ơi, anh có nhầm lẫn gì không? Bạn chú rể. Anh không phải chú rể hả? Dạ không. Anh phải chú rể mặc đồ như chú rể vậy cha. Rồi chú rể đâu? Dạ, bên đây. À, anh Huy. Anh Huy, chúc mừng anh. Chúc anh trăm năm hạnh phúc, con cháu đại đàn, răng long đầu bạc nha. Chúc mừng anh. Dạ. Cái sớm của anh vui quá. Hôm nay ngày tốt hay sao, đám cưới quá trời. Dạ. Đi lộn cái đám cưới ở đầu đường á. Vô ăn hết hai món, leo sân khấu hát hết bản rồi cô dâu chú rể bước ra mới biết không phải là anh. Dạ. Nhưng mà không sao. Tới đám cưới là mình phải có quà cáp đồ đầy đủ hết đúng không? Dạ. Anh Rồi,
bỏ lộn bao thư đám cưới bên kia luôn rồi. Không sao đâu, chúng ta đến với nhau vì tình cảm mà. Tiền bạc không là cái gì hết ha. Hôm nay đến chúc mừng anh là vui rồi đúng không? Thân, mình thân với nhau mà. Anh ơi, anh là ai vậy? Thân mà, mình thân nhau lắm. Em thân cái nhà này lắm đó. Trong ký ức của tôi là không có anh rồi đó. Anh đi lộn không? Không có, không có lộn đúng mà. Tôi thân cái nhà này lắm, tôi thân trong nhà này mà. Không có đâu, anh đi cuối hẻm đi, có một cái đám cưới nữa. Không, hỏi kỹ lắm rồi, đám cưới này nè, nhà này tôi cũng tới mấy lần rồi, tại chưa gặp anh thôi. Thân, mình thân với nhau lắm, xíu nữa là tôi thành người thân trong nhà anh luôn rồi đó. Thân. Ôi gì hả, anh quen với ai trong nhà? Béo La. À, là cái cô giúp việc nhà tôi á. À đúng rồi, giúp việc, thân mà, thấy thân. Là ai mời, đám cưới này là cổ mời anh hả? Ồ, em thấy là bắt đầu mình bớt thân với nhau rồi đó. Không mấy em đi qua bên đám cưới bên kia hát thêm mấy bản nữa. Khi nào Bella xong em vòng về đây cũng được. Thôi, hôm nay ngày vui mà. Có gì anh ở lại ăn đám cưới. Chúng tôi lên hát vài bài là được rồi. Để mua nước giá uống cho trong giọng. Dạ. Anh cứ ngồi chơi cứ tự nhiên nha. Để em tự nhiên. Dạ, mọi người tự nhiên. Chắc mình ra chụp hình tiếp khách anh nữa. Để tiếp khách đi. Đám cưới người ta mắc gì buồn? Bộ bạn trai cũ của dâu hay gì? Liên quan gì tới anh? Thì đúng rồi, đâu có liên quan gì tới tôi. Tại tôi thấy mình đồng cảm với nhau mà. Ở đây cũng đang có một người thương đã từng của tôi. Cho nên tôi thấy có chút bối rối chạm tim tôi rồi. Người yêu cũ? À, vậy là anh là người yêu cũ của anh hả? Nhỏ kia kìa. Béo La. Đúng rồi. Thật ra lỗi là do tôi. Tôi lừa gạt người ta. Tôi nói là tôi thích người ta, nhưng sự là tôi chỉ lừa người ta thôi. Cho nên bây giờ tôi đối diện với người ta tôi thấy cảm thấy ngại ngùng lắm. Vậy thì đúng là trùng hợp thiệt. Tôi thì cũng không hẳn là người yêu cũ. Chỉ là tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao khiến. À, thì ra là friendzone. Friendzone thấy Rust của mình đi lấy chồng chắc đau buồn dữ lắm ha. Lấy chồng? Lấy vợ chứ. Thôi thôi thôi. Sao vậy cô? Xin lỗi mọi người. Xin lỗi mọi người, ngày vui mà khóc nó không hợp chủ đề. Nhưng mà nó có lý do của nó. Mọi người biết không, cách đây mấy chục năm trước, vào giờ này, tháng này, lúc này, cô bé áo đen nên duyên cùng chàng trai áo trắng. Nhưng mà lúc đó đám cưới không được đẹp như bây giờ. Tôi thân quá. Thôi. Mày hao bóng của người ta. Xin lỗi mọi người, tất cả mọi người. Bà bị gì, bà xúc động quá. Giống như những cái hình ảnh của cái ký ức đó, nó trào về đó. Cho nên bà vậy thôi, mọi người thông cảm. Và bây giờ xin phép mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cô dâu và chú rể. Tôi xin giới thiệu, tôi là đại diện cho đàn trai. Sau khi làm cái lễ để chào ra mắt gia tiên, nó chào ông bà, nó ra mắt ông bà rồi, để ông bà chứng minh cho tụi nó là bây giờ, bắt đầu từ bây giờ tụi nó sẽ là thành chồng thành vợ. Cũng xin cảm ơn anh xui đi ha, đại diện cho đàn gái rất nhiều. Cảm ơn anh và cũng cảm ơn mọi người đã tới đây là cùng vui với lại hai cháu. Bây giờ thì tôi xin mọi người đây,
Ta chuẩn bị nâng ly ha. Đây, xin mời cô dâu và chú rể. Đây. Mọi người ơi, tôi nghĩ rằng giây phút trọng đại này có lẽ sẽ có một người phụ nữ là mẹ của những đứa trẻ ở đây thiệt là xúc động khi chứng kiến ngày vui của con mình. Nhưng mà rất tiếc, người phụ nữ đó đã ngủm. Xin lỗi. Người phụ nữ đó đã mất. Tôi xin thay mặt mẹ của những đứa trẻ mời mọi người nâng ly. Con cháu đầy đàn nha anh Huy. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, biết rồi nó hỏi nữa. Mình cưới nhau nha. Xong lấy chồng được không? Hôn nhân phải do duyên phận biết chưa? Đồ khô khan. Quăng đi, quăng đi. Hãy đi, hãy đi. Hãy đi. Hãy đi. Đừng quay quăng nha. Quăng đi, quăng đi. Giờ em chưa bao giờ số điện thoại anh á. Hôm nay vui quá nên phá lệ nha. Trời ơi, sao mình có duyên quá vậy? Hồi trước giờ anh cũng không cho ai số điện thoại bao giờ hết. Em lấy Facebook của anh không? Lấy Instagram không? Lấy Zalo không? Em lấy anh được không? Luôn không? Em lấy anh được không? Hai cậu ơi anh. Cảm ơn anh. Cho em hỏi anh là ai vậy? Người đàn ông đứng kế bên cô, sớm muộn gì cũng thuộc về tôi. Gì đám cưới tao bước vô bắn cô dâu vậy? Đã có đôi khi gia đình mình tưởng chừng như cách xa, vẫn luôn yêu thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Có anh em bên cạnh dần hơn cùng chóng qua, vì dẫu đi hết đường đời không nơi nào bằng nhà. Yeah. Có đôi khi gia đình mình tưởng chừng như cách xa,
vẫn yêu thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Có anh em bên cạnh dần hơn cùng chóng qua, vì dẫu đi hết đường đời không nơi nào bằng.